Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Vietnam TV. Thưa quý vị và các bạn, trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm quốc khánh tại Bắc Kinh vừa qua, Trung Quốc đã lần đầu tiên công bố mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phương 41, định danh là DF41, được giới quan sát đánh giá sẽ trở thành nền tảng cho năng lực săn đe chiến lược của nước này. Xuất hiện trên những xe bệ phóng 16 bánh khổng lồ, DF41 là mẫu vũ khí trên bộ lớn nhất được Trung Quốc triển khai trong lễ duyệt binh các hậu giả quân sự nước này cũng ca ngợi đây là một trong những vũ khí hiện đại nhất, có sức sát thương lớn nhất trên thế giới. DF-41 là vũ khí chiến lược thế hệ thứ tư của Trung Quốc với tầm bắn xa nhất trong số các tên lửa xuyên lục địa hiện có. Chuyên gia công nghệ tên lửa và chiến lược hạt nhân Trung Quốc Giang Chen Jun nói, ông Giang cho biết công nghệ của DF-41 đã được hoàn thiện và không có sự cố nào trong quá trình thử nghiệm. Theo truyền thông Trung Quốc, DF-41 có tầm bắn lên đến 15.000 km, trở thành tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ACBM bắn xa nhất thế giới. Các đối thủ chính của nó gồm tên lửa L-30 Minuteman của Mỹ có tầm bắn là 13.000 km, còn mẫu RS-24 ra của Nga có tầm bắn là 12.000 km. DF-41 sử dụng nhiên liệu rắn và được gắn trên bệ phóng di động, giúp nó có tính cơ động cao và thời gian phóng ngắn, khiến đối phương khó theo dõi. Một số chuyên gia cho biết rằng, df 41 còn có thể được triển khai tại các giếng phóng ở vùng đông bắc phía Trung Quốc. Nước này có thể đang triển khai bệ phóng chạy đường sắt cho df 41 được ngụy trang dưới dạng toa xe tàu hỏa thông thường. Các tính năng này được cho là sẽ giúp tăng tốc độ phản ứng và khả năng sống sót của lực lượng hạt nhân Trung Quốc trước các đợt tấn công phủ đầu của đối phương. Với tải trọng là 2,5 tấn, df 41 có thể mang theo 10 đầu đạn hồi quyển độc lập và trên lý thuyết có thể tấn công mục tiêu trên lãnh thổ của Mỹ chỉ 30 phút sau khi phóng, theo dự án phòng thủ tên lửa thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế. DF-41 còn có thể mang theo mô nhử và các thiết bị hỗ trợ xâm nhập khác để vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương. Tính năng này được phát triển để đối phó với các hệ thống chống tên lửa đạn đạo tầm xa như là hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo BMDS của Mỹ. Trung Quốc có thể phát triển DF-41 từ trước năm 2000 và dự án từng bị hoán lại nhiều lần. Đề 41 được phóng thử ít nhất là 8 lần kể từ năm 2012. Lần thử mới nhất diễn ra đầu tháng 11 năm 2017 tại vùng sa mạc phía Tây nước này trước khi được biên chế với quy mô hai lữ đoàn vào cuối năm 2017. Trung Quốc còn đưa ra phiên bản nâng cấp của mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa chủ lực là DF-31 tham gia lễ duyệt binh vào hôm 1 tháng 10. DF-31 có tầm bắn hơn 11.200 km, có thể bao phủ gần như là toàn bộ lục địa Mỹ. Phiên bản nâng cấp DF-31AG sử dụng nhiên liệu rắn giống như DF-41, giúp rút, rút ngắn thời gian khai hỏa. Việc Trung Quốc phô trương các mẫu ACBM mạnh nhất trong biên chế tại lễ duyệt Bình được coi là động thái đáp trả trước sự tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực. Mỹ đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD hiện đại tại Hàn Quốc và tuyên bố sẽ sớm triển khai căn cứ tên lửa đàn đạo xuyên lục địa ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc hiện nay sở hữu khoảng 290 đầu đạn hạt nhân, con số khiêm tốn so với 6.185 đầu đạn hạt nhân của Mỹ. Tuy nhiên, khi phát triển các loại tên lửa như là DF-41, Trung Quốc đã nâng cấp và có thể sẽ mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình. Trung Quốc gần đây phát triển các loại tên lửa chiến lược mới do nước này tính toán nhiều đến khả năng sống sót của lực lượng hạt nhân nếu chiến tranh nổ ra. Trung Quốc cắt giữ riêng tên lửa và đầu đạn trong thời bình, đồng thời tìm cách đảm bảo vũ khí hạt nhân không bị phá hủy trước các đòn tấn công chính xác của đối thủ để sau đó có thể phát động đợt tấn công trả đũa. Chúng tôi muốn dùng vũ khí hàng nặng đó để kiềm chế Mỹ. Chúng tôi không đủ sức ganh đua với Mỹ nên đang phát triển một số khí tài độc đáo để Mỹ không dám tấn công chúng tôi trước. Kiều đại tá Trung Quốc Du Gang đã phát biểu. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.